Hello anh em ơi, cuối cùng thì con game KG Huyền Thoại hay còn được biết với một cái tên khác là Bảo Trì Huyền Thoại cũng mở test lại rồi anh em ạ. Vào ngày hôm nay mở test lại vào ngày 20 tháng 5 nha, chứ không phải là được chơi đâu anh em ơi. Bây giờ anh em có thể vào chơi ở server 1 anh em test chơi xem có sự cố gì không, chơi thì nó như thế nào ấy. Đây mình đang test thử đây, hiện tại thì không thể nhập code được, mình thử nhập cái code cho anh em xem nha, xem có nhập được không nha. Xem qua anh em nào có cái code ở đây không, mình sẽ hình như là sau ngày hôm nay khi test xong thì sẽ reset lên, không biết mở chính thức lại vào hôm nào nữa. Server kiểu gì mà nó lại như thế nhỉ, mua game phát hành game mà server sập mình cũng không hiểu luôn. Code cho mình ở đâu nhỉ, đây. Đấy, không thể nhập code được hiện tại bây giờ đâu. Bây giờ nhập là lỗi nhá. Đây. Thử cho anh em thấy này. Không nhập được. Đấy, bây giờ chỉ chơi được bình thường thôi. Chưa trải nghiệm thôi. Có reset nhân vật thì anh em vào chơi test là chính thôi. Bây giờ chơi thấy không có tình trạng là lắt giật hay là bị ao ra ngoài. Được, ok. Ngoài ra thì bây giờ anh em lên trên fanpage anh em thấy có một cái sự kiện cũng khá to to ấy. Sự kiện cho anh em kiếm code. Kiếm code là phiên bản test này, trải nghiệm trước. Phiên bản test. Khi nào ra mắt chính thức thì cũng chưa biết luôn. Thì gọi là bây giờ đang là chơi test lại. Như là một cái kiểu test lần thứ hai ấy. Game chơi cũng hay, nhẹ nhàng, hiệu ứng đẹp. Vậy mà lắm sự cố thật, mình chưa thấy có một nhà phát hành game nào mà tung ra cái con game mà nó lắm sự cố như này. Nhưng biết đâu có như sự cố như này game nó lại hay sao, đông đảo người chơi chú ý, biết đâu bất ngờ. Không có cho kim cương quay tướng thì bây giờ chơi cũng phí. Server mới 7 ngày. Server lậu và phát cho bao nhiêu, mấy chục nghìn kim cương. Mấy trăm nghìn kim cương. Sự kiện 7 ngày này. Bây giờ không cho nhập code thì cũng khó nhỉ. Không cho nhập code bây giờ cũng không có gì để quay tướng ấy. Vào khoảng một ít nướng nữa xong là chuyến nha. Chưa mổ đây. Được hai con nướng ép hết.
Cái bản nước ngoài mình trải nghiệm ấy, quét ải này nó cho mấy chục nghìn cơ anh em ơi, cho mấy chục nghìn kim cương cơ. Bản Việt thì lại khác thật, bản Việt cho có 1-200. Thế thì cũng khó nhỉ, khó này có tướng. Sơ cứ có vẻ ngon rồi đấy. Bên nước ngoài chơi tí thì nó lại bị đít nhá, bị đít ra ngoài này. Chơi mình từ nãy giờ chơi gần 10 phút rồi mà chưa thấy bị đít. 5 phút, 10 phút, 5 phút không thấy dấu hiệu gì thì khả năng là chơi ngon rồi. Nào, phải đi tăng cấp tướng thôi, nhưng mà thôi đây là phiên bản test thôi nha bạn. Mình nghĩ khả năng trong vòng 1-2 ngày tới là game sẽ ra mắt chính thức lại. Ra mắt chính thức lần 2. Đến 18 giờ ngày hôm nay là reset lại nhân vật này. 100 phiếu chiêu mộ, 500 đá huyết kế. Đây là cái code mà khi anh em xong up cái hình lên trên fanpage của group ấy, cái phiên bản test ấy, thì anh em sẽ nhận được nhỉ. Cũng thơm. 100 vé chiêu mộ. Nhìn chung mà nếu mà cả server đều yếu như nhau thì chúng ta chơi theo cái phong cách yếu, còn như bên nước ngoài thì nó có cho nhiều kim cương ấy, nhưng mà ai cũng mạnh như nhau thì nó lại cũng không hay. Giờ tại vì mình Việt Nam mình chỉ chơi với nhau thôi mà, vì người ta được ít thì mình cũng được ít nên cũng không sao cả. Có vẻ như chắc bên Việt Nam mua hẳn cái con game này về rồi sao ấy, họ hẳn một cái server riêng còn liên quan đến server Trung Quốc kia nữa, nước ngoài kia nữa. Mục đích sao mấy cái nhận sự kiện này nó bị lag à? Ở đây rồi. Không được. Mục đích về tự phát triển game. Cái game kia nó cho hàng mấy chục nghìn kim cương, giống kiểu game lậu. Xe vận lậu. Mạng không ổn định. Nhìn chung mình chơi thấy cũng khá được. Không biết anh em thấy thế nào, anh em hãy comment với video này nha. Bây giờ thì bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye anh em.